Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề, đó chính là vấn đề mà nói chuyện trước đám đông hay là nói chuyện trước công chúng. Chúng ta sẽ bàn về những tham tố chính để diễn đạt hiệu quả. Thì những dòng chữ này được viết đúng vào lễ kỷ niệm ngày mất của bá tước Ernest Shackleton vào cái mùng 5 tháng 1. Ông qua đời khi đang ở trên con tàu sang trọng tên là Thám Hiểm, đang tiến về phía nam để khám phá cái khu vực Antarctic. Và ngay khi đặt chân lên trên tàu Thám Hiểm thì tất cả các hành khách đều bị thu hút bởi những dòng thơ dưới đây được khắc trên chiếc đĩa làm bằng đồng thau. Nếu con có thể mơ mà không làm cho những giấc mơ điều khiển mình, nếu con có thể suy nghĩ mà không làm cho những ý nghĩ trở thành mục tiêu của mình, nếu con có thể có được những chiến thắng rực rỡ và đối mặt với thất bại yên chề, và đối xử với hai kẻ mạo danh này là như nhau, nếu con có thể điều khiển được trái tim và khối óc, sức khỏe của mình để phục vụ con lâu dài sau khi chúng không còn hoạt động nữa và do đó vẫn còn tiếp tục tồn tại khi không có gì trong con cả trừ niềm tin mà nói với chúng rằng hãy cố lên. Nếu con có thể lấp đầy một chút khó khăn với 60 giây đáng giá đi hết cả một quãng đường, trái đất sẽ là của con và mọi thứ đều ở trong đó. Và còn hơn thế nữa, con sẽ là một người đàn ông thực thụ, con trai của ta. Shackleton đã gọi những dòng thơ đó gọi là linh hồn của con tàu Thám Hiểm. Và đúng như vậy, những dòng thơ thực sự là tinh thần của mà những người thủy thủ phải có khi quyết định tham gia chuyến đi đến cực nam của trái đất, hay để có được sự tự tin khi phát biểu trước công chúng. Nhưng tiếc thay, tôi phải nói rằng đó không phải là tinh thần mà không phải ai cũng có được khi nhập môn diễn thuyết trước công chúng. Nhiều năm trước đây, khi tôi lần đầu tiên tham gia công tác giáo dục, tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều sinh viên đăng ký vào học những lớp buổi tối nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng, để lại đằng sau những mục tiêu đã đặt ra từ trước. Số lượng các em sinh viên này là khá lớn và đáng báo động. Thật là một nhận xét đáng buồn về bản chất của con người. Đây là gần như là ở giữa cuốn sách rồi, và tôi biết từ kinh nghiệm của bản thân rằng một vài độc giả đã có chút ít kiến thức về môn diễn thuyết học đã cảm thấy hết sức hứng thú vì họ vẫn chưa chiến thắng được sự hồi hộp khi đứng trước khán giả và tạo ra sự tự tin. Thật là đáng tiếc, bởi vì đáng thương cho những người không có tính kiên nhẫn. Vết thương nào mà không cần thời gian để lành. Sự cần thiết của tính kiên trì. Khi chúng ta bắt đầu học một điều gì mới, chẳng hạn như tiếng Pháp, cho đến ngôn hay phát biểu trước công chúng, chúng ta không bao giờ tiến bộ đều cả. Và chúng ta phải bắt đầu từ những môn học với sự hứng khởi mạnh mẽ hoặc là sự nhảy vọt bất thình lình. Nhưng sau đó, sự tiến của chúng ta sẽ dừng lại trong một thời gian, hay thậm chí chúng ta còn bị thụt lùi và mất đi một số kỹ năng đã học trước đó. Những giai đoạn đình trệ hay thụt lùi này không hề xa lạ đối với nhiều các nhà tâm lý học, và chúng đã được đặt tên là tình trạng ít hoặc không thay đổi sau khi tiếp xúc sau thời kỳ tăng trưởng hoặc là phát triển nhanh trong đồ thị biểu diễn quá trình học tập. Những sinh viên theo học môn diễn thuyết trước công chúng đôi khi sẽ không có sự tiến bộ nào trong vòng hàng tuần liền, thì các em rơi vào tình trạng không tiến triển gì trên con đường học tập. Cho dù có cố gắng hết sức, các em cũng không thể nào thoát ra được tình trạng đó. Những sinh viên yếu đuối sẽ bỏ cuộc giữa chừng hoặc là sẽ chán nản. Còn đối với một số sinh viên kiên nhẫn, các em sẽ đột nhiên nhận thấy rằng hết sức bất ngờ và nhanh chóng. Không biết tại sao và như thế nào mà các em có được một sự tiến bộ vượt bậc. Đó là vì các em đã ra khỏi cái giai đoạn đình trệ của một chiếc máy bay đang cất cánh. Một cách bất ngờ, các em sẽ nắm được các vấn đề cốt lõi của vấn đề. Một cách bất ngờ, các em sẽ nắm được một cái tính tự nhiên, tính sức mạnh và tính tự tin trong quá trình diễn đạt ý nghĩ của mình, ý tưởng của mình. Bạn có thể luôn, nhưng mà chúng tôi đã nhắc ở đâu đó trong cuốn sách này, phải trải qua nỗi sợ hãi ngắn, một vài cú sốc và lo lắng trong thời điểm đầu tiên khi bạn bắt đầu đứng phát biểu trước khán giả. Nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ sớm xóa bỏ được tất cả mọi thứ trừ nỗi sợ hãi ban đầu. Và đó chỉ là nỗi sợ hãi ban đầu mà thôi, không hơn không kém. Sau một vài câu đầu tiên, bạn sẽ kiểm soát được mình, bạn sẽ phát biểu với niềm thích thú hơn, luôn luôn là như thế. Có một lần, một chàng trai trẻ rất say mê môn nghiên cứu pháp luật viết thư cho Tổng thống Lincoln để xin lời khuyên. Và Tổng thống Lincoln đã trả lời như sau: nếu cậu đã quyết tâm trở thành luật sư, thì cậu đã đi được một nửa quãng đường rồi đấy. Luôn luôn tâm niệm trong đầu rằng chính sự quyết tâm của cậu là thứ quan trọng trong tất cả, hơn tất cả những nhân tố khác. Tổng thống Lincoln biết rõ điều này. Ông đã từng trải qua nhiều thời điểm như vậy. Thời gian đến trường của ông trong cả cuộc đời không quá 11 năm. Trong các quyển sách thư, Lincoln đã từng nói ông đã đi bộ để mượn hết tất cả các cuốn sách trong vòng bán kính 50 dặm, tức là khoảng 50 km kể từ nhà ông. Nửa thường sáng luôn sáng suốt đêm trong phòng. Đôi khi ông đọc dưới ánh sáng của ngọn lửa, dưới những khúc củi khô, nhóm lửa có những khe hở, và Lincoln thường đặt cuốn sách của mình ở giữa các khe hở đó. Ngay khi trời vừa sáng đủ để đọc thì ông liền trở mình trên chiếc giường lạ, dụi mắt và mang sách ra ngấu nghiến đọc tiếp. Đi bộ hơn 20 đến 30 dặm để có thể nghe được người diễn thuyết của một chủ đề và trở về nhà. Ông thực hành các buổi nói chuyện mọi nơi, trên cánh đồng, trên rừng hay những đám đông tụ tập ở cửa hàng bán rau ở John của John ở Gentry, và ông tham gia hội văn học của cuộc tranh luận tại New Salem và Springfield, và thực hành diễn thuyết chăm chỉ nói về các chủ đề của thời đó như các bạn đã làm bây giờ. Tâm lý về sự thấp kém của mình luôn làm ông lo lắng. Sự có mặt của các bà, các cô luôn khiến ông cảm thấy bẽn lẽn, không nói lên lời của mình. Và khi đang trong giai đoạn tìm hiểu bà Mary Tung thì Lincoln thường ngồi một cách rụt rè, im lặng trong phòng khách, không thể cất lên lời, chỉ biết lắng nghe trong khi bà Mary nói. Nhưng đó là người đàn ông mà bằng thực hành chăm chỉ và nghiên cứu tại nhà đã biến thành nhà diễn thuyết, một người đã có cuộc tranh luận với các nhà hùng biện nổi tiếng, thượng sĩ Douglas, và là một người đàn ông mà một lần nữa bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai đọc tại Gettysburg đã đạt tới đỉnh cao của diễn đạt mà ít người có khả năng đạt tới từ trước tới nay. Một nhận định chính xác từ Tổng thống Lincoln đã rút ra được là từ những thiệt thòi lớn và cuộc đấu tranh trước khó khăn của bản thân ông. Nếu cậu đã quyết tâm trở thành một luật sư thì cậu đã đi được một nửa quãng đường rồi đấy. Có một bức tranh tuyệt vời về Abraham Lincoln trong văn phòng Tổng thống. Roosevelt đã nói: thường khi tôi phải quyết định một vấn đề nào đó, những vấn đề mà rất khó để đưa ra quyết định cuối cùng, những vấn đề mà luôn tồn tại các quyền và lợi ích trái ngược nhau, thì tôi thường nhìn vào tấm ảnh của cô Tổng thống Lincoln và cố gắng tưởng tượng xem ông đã làm gì để trong tình thế của tôi, cố gắng tìm ra ông sẽ giải quyết như thế nào trong tình huống tương tự. Có thể điều này sẽ làm bạn ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng thật lòng mà nói, nó dường như giúp tôi đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Tại sao chúng ta lại không thử phương pháp mà Tổng thống Roosevelt đã áp dụng gì? Tại sao lại không? Nếu bạn cảm thấy không được khuyến khích, cảm thấy muốn bỏ cuộc tranh đấu để trở thành nhà diễn thuyết, thì tại sao không lôi từ trong túi bạn ra một tờ giấy $5 có hình Tổng thống Lincoln và tự hỏi liệu xem là ông ta làm như thế nào trong tình cảnh như thế này? Bạn biết ông sẽ làm gì không? Bạn biết ông đã làm gì? Sau khi Lincoln đã bị Stephen Douglas đánh bại trong các cuộc đua chức thượng nghị sĩ, ông đã kêu gọi những người ủng hộ mình đừng bỏ cuộc. Sau 1 hay 100 lần thất bại, sự cố gắng chắc chắn sẽ được đền đáp. Bạn khó có thể tưởng tượng được niềm mong mỏi của tôi là bạn mời cuốn sách và đọc được trong bữa ăn sáng liên tục trong một tuần liền, cho đến khi bạn nhớ được tất cả từ từ giáo sư William James, một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard. Đừng để bất cứ một sinh viên nào lo lắng về kết quả giáo dục của chúng ta, cho dù anh ta đang theo học ngành nào đi chăng nữa. Nếu anh ta học tập chăm chỉ mỗi ngày, anh ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ được kết quả cuối cùng như mong muốn. Anh ta có thể và có một sự chắc chắn 100% tin tưởng vào một buổi sáng đẹp trời. Khi thức dậy, anh ta sẽ nhận thấy mình là một trong những người tài giỏi nhất của thế hệ hiện tại, cho dù đó là bất cứ môn học nào mà anh đã được chọn. Và nào bây giờ, dựa trên kết luận của vị giáo sư nổi tiếng James, tôi xin khẳng định lại rằng nếu bạn theo đuổi phương pháp tự học diễn thuyết một cách chuyên cần, với lòng đam mê nhiệt huyết, thực hành liên tục một cách có khoa học, thực hành cách có khoa học đúng không? Thì bạn có thể tự tin hy vọng rằng một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, bạn sẽ thấy mình là một trong những nhà diễn thuyết tài ba nhất trong thành phố bạn đang sống hay cộng đồng dân cư đó. Cho dù bạn đã cảm thấy điều gì này là lạ lùng và khó hiểu như thế nào đi chăng nữa, nhưng đấy là một sự thật, như là một chân lý. Nếu người đàn ông với trí lực kém cỏi và tính cách yếu ớt thì chả có gì đáng nói cả, sẽ chắc chắn không được nêu tên trong Danny Webster của địa phương. Nhưng với bất cứ lý do nào đó thì lời khẳng định này là vẫn đúng. Tôi sẽ minh họa điều đó với một ví dụ cụ thể. Cựu thống đốc bang New Jersey Stockey đã tham gia một buổi tiệc lớn nhất trong nhân dịp kết thúc lớp học diễn thuyết tại Trenton. Ông đã nhận xét rằng các bài diễn văn mà ông nghe được từ những sinh viên buổi tối hôm đó có chất lượng tương đương với bài diễn văn mà ông nghe tại thượng và hạ nghị viện Washington. Và những bài diễn văn tại Trenton là được các doanh nhân phát biểu, những người mà một vài tháng trước đó đã không thể nói năng mạch lạc bất cứ cái điều gì do nỗi sợ khán giả gây nên. Họ không phải là một thời mới bắt đầu, mà là những doanh nhân New Jersey. Họ là những doanh nhân bình thường như bao doanh nhân khác ở nước Mỹ. Xong họ tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nhận thấy họ đã trở thành một nhà diễn thuyết tài năng của thành phố của mình. Toàn bộ câu hỏi liên quan đến sự thành công của bạn trở thành một nhà diễn thuyết hoàn toàn phù hợp vào hai điều: năng khiếu của bạn và độ sâu, sức mạnh, sự mong muốn của bạn. Giáo sư James đã từng nói, trong hầu hết bất cứ môn học nào, niềm đam mê của bạn đối với môn học sẽ giúp bạn thành công. Nếu bạn thực sự muốn có một kết quả, bạn sẽ hầu như chắc chắn đạt được nó. Nếu bạn mong ước trở nên giàu có, bạn sẽ giàu có. Nếu bạn mong ước trở thành được người khác học hỏi mình, bạn sẽ được người khác học hỏi. Nếu bạn mong ước trở thành một người tốt, bạn sẽ trở thành người tốt. Nếu chỉ khi bạn thực sự mong muốn chúng như là một điều duy nhất và trong thời gian đó, không mong ước mạnh như thế 100 thứ khác có mối quan hệ. Và giáo sư Sim có lẽ sẽ thêm vào với một tính đúng đắn tương tự, nếu bạn muốn là một nhà diễn thuyết trước công chúng một cách đầy tự tin, bạn sẽ là một nhà diễn thuyết trước công chúng một cách đầy tự tin, nhưng bạn phải thực sự mong muốn điều này. Tôi đã biết và quan sát kỹ lưỡng trong khoảng hàng nghìn người, cả nam lẫn nữ đang cố gắng có được một sự tự tin và khả năng nói chuyện trước công chúng. Những người mà thành công chỉ ở trong thời gian ngắn là những cá nhân có tài năng đặc biệt. Còn đối với phần lớn những người khác, họ là những người công dân bình thường mà bạn có thể gặp ở bất cứ nơi đâu trong thành phố của mình. Họ là những người luôn luôn cố gắng, những người thông minh một chút, đôi khi lại cảm thấy chán chường hoặc là cảm thấy quá bị ảnh hưởng bởi việc kiếm tiền và họ không tiến xa được. Nhưng những người bình thường mà có niềm tin và ý chí ở cuối chương, họ nằm trong những người giỏi nhất. Điều đó hoàn toàn tự nhiên, mang tính con người. Bạn không thấy những điều tương tự xảy ra đối với ngoại thương hay những nghề nghiệp khác hay sao? Ông Rockefeller đã nói rằng thành tố cơ bản đầu tiên để dẫn đến sự thành công trong công việc kinh doanh là tính kiên nhẫn. Tương tự như vậy, nó là một trong những chính thành tố cơ bản đầu tiên của sự thành công. Ở đây đại tướng Ford đã đưa một trong những đội quân vĩ đại nhất trong thế giới từng biết đến tới chiến thắng, và ông đã tuyên bố rằng ông chỉ có một bí quyết không bao giờ tuyệt vọng. Khi người Pháp rút về Menmer vào năm 1914, tướng quân Jolfer đã ra lệnh cho các vị tướng dưới quyền của mình, những người mà nắm giữ trong tay 2 triệu quân, thôi không rút lui và chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Trong cuộc chiến mới này, một trong những cuộc chiến mang tính chất quyết định nhất trong lịch sử thế giới đã diễn ra hết sức khốc liệt, và trong vòng 2 ngày, khi tướng Phốc, người chỉ huy đội quân trung tâm của tướng Nhôn Phơ, gửi cho một bức điện táo bạo nhất trong lịch sử quân sự: quân trung tâm của tôi đang bị phá vỡ, tôi có quyền rút lui, tình thế rất tuyệt vời, tôi sẽ tấn công. Cuộc tấn công đó đã cứu cả Paris. Như vậy, khi mà cuộc chiến có vẻ như là khốc liệt nhất và hầu như hoàn toàn mất hy vọng, khi mà quân trung tâm của bạn bị phá vỡ là bạn có quyền rút lui. Tình thế tuyệt vời, tấn công, tấn công, tấn công, mà bạn sẽ cứu được phần tốt nhất của bạn, làm dũng cảm và niềm tin của bạn trèo lên đỉnh ca sai hoang dã. Cách đây một vài mùa hè tôi đã tiến hành đo đạc độ cao của ngọn núi, dãy núi Áp Útria. Ngọn núi đó có tên là ca sai hoang dã. Ba đơ cây cho biết việc trèo lên ngọn núi đó là khó khăn. Đối với người leo núi không chuyên thì phải cần đến sự hướng dẫn. Chúng tôi và một người bạn của tôi lại không có người hướng dẫn nào, và tất nhiên tôi là dân nghiệp dư và một người xa lạ đã hỏi liệu chúng tôi có nghĩ là chúng tôi sẽ thành công. Câu trả lời của chúng tôi là tất nhiên rồi. Ông khách lạ tỏ vẻ nghi ngờ liền hỏi tiếp, điều gì khiến các bạn nghĩ vậy? Tôi nói, những người khác đã thành công mà không cần đến sự chỉ dẫn, do đó tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi hoàn toàn có thể làm được, và tôi không bao giờ chấp nhận một suy nghĩ thất bại. Xét về khả năng leo núi, tôi là người mới, biết rất ít kỹ năng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ tâm lý cho mình rồi, và đó là tâm lý cần thiết để làm bất cứ điều gì, từ việc diễn thuyết trước công chúng đến việc trèo lên Everest. Hãy nghĩ đến sự thành công, hãy tưởng tượng là bạn đang nói chuyện trước mọi người với một sự tự chủ tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy một cách dễ dàng. Hãy tin rằng bạn sẽ thành công, hãy tin chắc điều đó, và sau đó bạn sẽ làm công việc cần thiết để mang lại sự thành công đó. Đô đốc Du Pont đã đưa cho nửa ta lý do rất hợp lý tại sao ông không đưa tàu chiến của mình vào cảng Shackleton. Đô đốc Friedrich chăm chú lắng nghe với những lý do đó. Sau đó ông nói, nhưng còn một lý do nữa mà ông vẫn chưa nêu ra. Đô đốc Du Pont hỏi, là lý do gì? Câu trả lời là ông không tin rằng ông có khả năng làm được điều đó. Điều đáng giá nhất mà hầu hết các sinh viên cũng học diễn thuyết trước công chúng đều thu lượm được là bản thân của họ có một sự tự tin ngày càng tăng, và ngoài ra có một sự tin tưởng đó là họ có khả năng làm được như vậy. Và hơn thế nữa, điều gì quan trọng hơn đối với sự thành công của một người trong một lĩnh vực khác mà người đó đang theo đuổi? Yếu tố tiếp theo là niềm tin chiến thắng. Đây là lời khuyên chí lý của ông Evan Herta mà tôi không trích dẫn. Nếu một người đàn ông hay người đàn bà bình thường đang sống theo lời khuyên đó, anh chị ta sẽ hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Mỗi khi bạn đi ra ngoài, hãy đi thẳng người, ngẩng cao đầu lên, hít thở thật đầy không khí trong lành, hãy đón những tia nắng mặt trời, hãy tươi cười với những người bạn của mình để tâm hồn thanh thản. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng lãng phí bất cứ giây phút nào để suy nghĩ về kẻ thù của mình. Hãy cố gắng luôn suy nghĩ về những điều mà bạn muốn làm, và sau đó bạn hãy tiến thẳng đến những mục tiêu của mình đã đặt ra. Đừng thay đổi phương hướng đột ngột, hãy hướng tâm trí của bạn vào những điều cao cả và lớn lao mà bạn muốn làm. Và sau đó khi mà thời gian lặng lẽ trôi qua, bạn sẽ tự nhiên nhận thấy mình nắm bắt được cơ hội cần thiết để đạt được những ước nguyện của bạn, giống như sâu đẳng san hô lấy những chất cần thiết cho sự sống của chúng từ những đợt thủy triều đến rồi đi. Hãy luôn để trong đầu hình ảnh về một người tài giỏi và tốt đẹp mà bạn luôn ngưỡng mộ, và những ý nghĩ mà bạn giữ hàng giờ liền sẽ biến bạn thành người đó. Ý nghĩ là tối cao. Hãy gìn giữ thái độ tâm lý đúng đắn, thái độ của sự dũng cảm, thẳng thắn và vui tươi. Nghĩ đúng tức là sáng tạo. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ lòng mong ước, và tất cả mọi người đều cầu nguyện chân thực, đều được Chúa nghe thấy. Chúng ta sẽ trở thành những người mà trái tim của chúng ta hướng đến. Hãy đi thẳng người và ngẩng cao đầu. Chúng ta là những vị thánh trong võ học. Napoleon, Wellington, Lee hay Grant, Phốc, tất cả những vị tướng nổi tiếng này đều nhận ra được rằng niềm tin chiến thắng của quân đội và sự tin tưởng của họ vào khả năng chiến thắng là nhân tố hàng đầu trong việc quyết định thắng lợi. Tướng Mosman đã từng nói rằng 90.000 quân thua trận đầu hàng trước 90.000 quân thắng trận, chỉ bởi vì họ cảm thấy chán nản, bởi vì họ không còn tin vào chiến thắng nữa, bởi vì họ không còn có tinh thần chiến đấu. Đó là sự kết thúc cùng tinh thần phản kháng của họ. Hay nói cách khác, 90.000 quân thua trận không phải vì họ bị đánh bại về mặt thể lực, mà bởi vì họ bị đánh bại bởi về mặt tinh thần, bởi vì họ đã mất đi niềm tin và sự dũng cảm. Giáo sĩ Friedrich, một cựu giáo sĩ cao cấp trong Hải quân Mỹ, phỏng vấn về những người muốn được gia nhập hiệp hội giáo sĩ phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi được hỏi về phẩm chất quan trọng nhất trong sự thành công, giáo sĩ Hải quân đã trả lời bằng 4 từ: lòng vị tha, tính trí tuệ, lòng can đảm và sự kiên định. những đức tính đó cũng là điều kiện tiên quyết thành công trong nghề diễn thuyết. Hãy coi chúng là khẩu hiệu của bạn. Hãy lấy bài thơ của Robert đã làm ca khúc chiến đấu cho bạn khi bạn bị lạc trong một nơi hoang dã và bạn sợ hãi như một đứa trẻ và tử thần đang hiện ra trước mắt bạn và bạn đau đớn vì một điều thật tồi tệ. Nó phù hợp với Hoyle và với khẩu súng trong tay và tự sát, nhưng đạo lý của một con người nói rằng hãy chiến đấu với tất cả sức lực của bạn có thể và sự tự hủy hoại là không được phép. Trước cái đói và kẻ thù, thật dễ dàng để bóp cò. Bữa sáng ở địa ngục thật là khó khăn. Bạn chán chường cuộc đời. Bây giờ đó là một điều đáng xấu hổ. Bạn trẻ là những người dũng cảm và bạn thông minh. Bạn vừa gặp một tình huống khó khăn, tôi biết, nhưng đừng kêu ca. Hãy cố lên, hãy làm hết sức, hãy chiến đấu. Chính sự nỗ lực sẽ mang lại chiến thắng cho bạn. Do đó, đừng là một người thiếu ý chí, đừng là một con báo già. Hãy sử dụng sự can đảm của bạn. Thật là dễ dàng để bỏ cuộc, thật là khó để luôn luôn có thể nâng cao đầu. Rất dễ khóc khi bạn bị đánh bại và chết. Rất dễ dàng để chạy trốn hay bỏ cuộc, nhưng hãy chiến đấu khi niềm hy vọng đã tắt. Tại sao đó là chiến lược tốt nhất trong tất cả các bạn? Và cho dù bạn có trở nên kiệt sức thì tất cả đều bị vỡ gãy, bị đánh bại và thành sẹo. Hãy cố chỉ một lần nữa thôi. Để chết rất dễ, để tồn tại mới khó. Tổng kết: một là chúng ta không bao giờ tiến bộ dần đều trong việc học hỏi bất cứ cái gì, từ đánh gôn hay tiếng Pháp, từ diễn thuyết trước công chúng. Có thể ban đầu chúng ta có bước khởi đầu nhảy vọt, nhưng sau đó chúng ta không hề có sự tiến triển nào trong vòng vài tuần, thậm chí có thể thấy bị tụt lùi nữa. Nhưng các nhà tâm lý học gọi những giai đoạn này là giai đoạn của sự đình trệ, tình trạng không thể tiến triển của con đường học tập. Các bạn có thể sẽ nỗ lực trong thời gian dài nhưng vẫn không thể thoát ra tình trạng không thể tiến triển nó để sang giai đoạn tiến bộ mới. Một vài người do không nhận ra được sự kỳ lạ này về cách mà chúng ta tiến bộ sẽ trở nên chán chường trên giai đoạn đình trệ trên con đường học tập và bỏ cuộc. Điều đó thật là đáng tiếc, bởi vì nếu họ kiên trì, nếu họ chăm chỉ luyện tập, bỗng nhiên họ sẽ nhận ra họ sẽ cất cánh như một chiếc máy bay và sẽ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian rất ngắn. Thứ hai, bạn có thể sẽ cảm thấy khó khăn để bắt đầu một bài phát biểu, nhưng nếu bạn bền chí, bạn sẽ sớm loại bỏ được những rào cản, ngoại trừ những bối rối ban đầu, và sau khi bạn phát biểu được một vài phút, những bối rối đó sẽ tăng tiến theo. Giáo sư James đã chỉ ra được không ai sẽ phải lo lắng về kết quả học tập của mình, với điều kiện là người đó học tập chăm chỉ. Anh ta có thể một sự chắc chắn 100% để tin tưởng vào là một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, anh ta sẽ nhận thấy mình là một trong những người tài giỏi nhất của thế hệ hiện tại, cho dù đó là bất cứ môn học nào anh ta đã chọn. Sự thật mang tính chất tâm lý này mà vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học Harvard đã nhận ra cũng đúng đối với bạn, với cả bạn và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong việc học môn diễn thuyết. Không thể có bất cứ sự nghi ngờ nào về điều này. Những người mà đã từng thành công trong lĩnh vực này nói chung không phải là những người có khả năng đặc biệt, nhưng họ đã được Chúa phù hộ cho cái đức tính kiên trì và quyết tâm sắt đá. Họ luôn luôn cố gắng và họ đã thành công. Thứ tư, việc bạn suy nghĩ mình sẽ thành công trong học môn diễn thuyết trước công chúng sẽ giúp cho bạn thành công, bởi vì bạn sau đó sẽ làm được những công việc cần thiết để mang lại sự thành công. Thứ năm, nếu bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy thử phương pháp của Teddy Roosevelt và cách nhìn về hình ảnh của cố tổng thống Lincoln và tự hỏi liệu ông ta sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh tương tự. Thứ sáu, vị giáo sĩ cao cấp của Hải quân Mỹ trong suốt giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất đã nói rằng phẩm chất thiết yếu cho sự thành công của một giáo sĩ trong quân đội có thể được tóm gọn bằng 4 từ: chúng là gì?